biết là thì hôm nay mình sẽ câu cá và vớt cá thiệt luôn, bắt cá thiệt. Ở đây là cái hồ của hồ cá của nhà mình đấy, có hai con cá, nhưng mà có những con cá thì nó trong hang rồi. Đây là cái cần câu giả thôi, đây là những con vô con cá giả thôi, cái hồ mình sẽ đôi vào hồ. Còn đây nha, lúc nãy á mình đã phải thử bắt cá để mà tí hồi bắt thử cho các bạn xem đây. Cái con cá này nè, cái nước của mình nó hơi bẩn đó 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 đó, hai con mắt xinh lè luôn đó. Cá này á là cá nhảy rất là nhanh mà mình bắt rồi đó, bắt con tay rồi chưa bắt được luôn á. Mình sợ nếu mà mình bóp cổ hắn thì hắn sẽ chết mất rồi, nên mình không có làm. Mình sẽ nhảy ra đây nha, cho nó chỉ thương thấy không sợ. Cái giật này, cái giật này để bắt những con cá bự như thế này thôi. Nếu mà mình bắt những con đó vào thì nó sẽ tụt mất. Nên mình đã dùng cái cá để mà đựng lại thức ăn á, và để vào trong đây để mà dễ bắt thôi. Nên mình sẽ để ra đây. Rồi bây giờ nguyên vật dụng của mình đã đầy rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra nha, những chú cá thôi, chứ mình không thả những con mà là bự đâu. Mình sẽ thả con mực nha. Mình có một cái phao nhưng mình không muốn, tại vì bỏ vào cầm cái phao lên đổ nước rất là khổ, có lần thì phải vớt đầm vớt giáp nữa mệt lắm. Có cua nên mình thả cua luôn đi, thả cá này luôn đi, rồi thả sò biển luôn đi nha. Sò sau đây nó có một cái đường hầm, đây là mực. Đây là cái cá gì mà hoa quá nhiều, quá đặc biệt. Đây là cá ốc, mình sẽ thả luôn. Còn đây là rau, rau mà xuất hiện trên mặt nước luôn. Cái này là phải có dưới đại dương này, cái này là san hô. Trời ơi, tự nhiên bắp cải đôi xuất hiện dưới nước ra trời. Đây, sứa. Kiếm mập quá không chơi xuống bờ. Rồi cà rốt cho luôn. Rồi xong. Đây còn cái gì đây, rồi kẹo thả vô luôn. Rồi mấy em cá nhỏ nhỏ sợ quá luôn kìa. Thôi bây giờ mình sẽ câu nha. Cái này mình mua lâu rồi nhưng mà quên chị. Câu bên này trước đi. Có cà rốt, tối này về nấu canh ăn. Có cà rốt thì mình sẽ chết. Mình đi tìm đi bắt cua, về mà ra bắt con cua. Ô kìa con cua. Yeah, có cua luôn. À, câu sò biển cho các bạn xem. Trời đất ơi, câu được cái con này. À, mình xếp ra nè, cho nó khô. Bây giờ mình định là quay trứng, tại vì bây giờ mình đã rải trứng hết rồi, nhưng mà chiều mình sẽ đi quay trứng, tại vì bây giờ nắng rất là nhiều. Bây giờ mình đi ra một cái là cả nữa, không sao thôi. Yeah, câu được con sao rồi. Quay nha, quay nè, giống như spinner. Quay nhiều. Tao được đây. Các bạn ơi, lúc nào mà mình có speeder thì mình sẽ quay cho các bạn, tại vì mình mới đang sưu tập thôi, nhưng mà chưa có quá nhiều. Lúc nào mình sẽ giới thiệu speeder của mình cho các bạn. Đây, con này có thể đứng. Còn một con sò này thôi. Go vô, yeah, thắng luôn. Mình sẽ để ở đây nha. Rồi em cá này mướp.
biết thôi, câu nó rồi. Rồi xong đây, đây đây là một con cá. Rồi rồi tiếp theo cá mùa xuân, mình đặt nó là cá mùa xuân. Nó có bông hoa. Hôm nay wow có bông hoa. Rồi ở trên giang nha. Ta-da! Hai con mực tối nay bị chim mực ăn, nhưng mà con này nó không có đứng được, mà con bên này nó đứng được này. Mực tối nay về tha hồ. Ôi bây giờ mà mình thả con cá mồi cá này xuống á, là mấy con cá kia nó khóc lồ quá, con kia con nó sợ. Ê nhưng mà câu san hô về làm gì nữa? À mình sẽ nuôi san hô về làm được một cái hồ đấy, để dưới san hô nó nhẹ quá nó sẽ bị trồi lên. Cắt ớt, tối nay về nấu ớt ăn. Lấy rau, tối nay về ăn rau. Dễ vậy thôi chứ đâu có mất đâu, chỉ là rửa sạch rau thôi. Rồi tiếp theo cá lên để mình bắt cá nè. Wow hết rồi, đây là con sứa hoặc là con gì đây. Đây là tất cả các bộ phận mà mình đặt câu, như là con cá này thì mình cũng không có biết, nhưng bạn nào biết thì hãy giúp đỡ cho mình trả lời nhé. Còn đây là hai con bạch tuộc, không phải bạch tuộc. Nếu mà là bạch tuộc thì nó nằm ở trong đây rồi nè. Rồi, tối nay có mực về chiên lên hoặc là nấu lên để mà ăn. Chắc ngon. Nấu để cho ba mình nhậu. Còn đây, đây là cá ớt về nấu ớt ăn. Còn đây là sa biển về chưng cho nó đẹp. Còn đây là cua về bể càng hấp hoặc là làm cái gì đó, làm như là món nhậu hoặc là món món cơm hoặc là ăn cá biển hoặc là mình ăn cua không cũng được. Đây đây là sò hoặc là chìa, nhưng mà nó là sò. Cà rốt tối nay phải nấu cành, là cành mà có sắc cà rốt vàng chắc ngon. Còn đây là cái gì các bạn hãy giúp đỡ mình nha. Rau tối nay làm rau muống chấm tương ớt ăn. Tấm tương ớt chấm cái gì đó, đây là san hô. Rồi còn đây là cá, cá này mình đã nói rồi, cá mùa xuân rồi. Rồi thôi bây giờ mình sẽ, các bạn ơi, các bạn nghe lúc đó các bạn ơi, bây giờ mình lúc nãy mình đang nói nhỏ đây, nếu mà mình nói to lên thì mấy con cá nó sẽ mất luôn. Đây bây giờ mình sẽ thả em cá này xuống để cho em cá về lại đồng đội, và mình sẽ bắt lại một em khác mập hơn. Em này cũng khoái xuống lắm. Rồi em muốn, có ai muốn cứu bạn mình không nào? Rồi giật về biển. Rồi thả nha. Wow bạn cá đâu mất tiêu rồi. À bạn cá bay về lại rồi các bạn nè. Ở đây nè, nó nhỏ lắm các bạn thấy không? Đó đó đó. Nó trở lại đi về mình rồi. Bây giờ mình bắt được một con cá to như thế thì không có nổi đâu nè. Múc toàn là nước. Xong chiêu nhanh lắm. Để. Lúc mà em biết vì sao mình bắt được không? Mình phải kéo nó vào một cái chỗ nào đấy để mà thank you.
các bạn ơi, nhớ là 4 giờ. 4 giờ là mình sẽ đăng một clip, đó chính là clip và trứng, đi tìm trứng. Các bạn hãy nhớ theo dõi mình nha. Tạm biệt mọi người. Bye bye, và hẹn gặp lại. Nhớ là share ra cho kênh Miss Sao của mình nha. Bye bye.